Rồi, cam căng dây lên đi em ơi. Căng cao lên. Rồi, được rồi đấy. Ai hút đi mà. Ôi trời ơi. Đánh đi. Này, nhìn tao đánh đi này. Này này. Đây nha, cam căng dây nào. Này này. Này này. Này này. Này này. Cầu chứ cầu đứng như này thì cầu nó chả rơi vào mặt đúng không em Cam ơi? Nào, có dám chiến được không? Ui, tớ sưng hết chán rồi, thôi tớ không chơi trò này nữa đâu. Chơi trò khác đi cậu ơi. Thế là lần này cậu thua rồi nhá. Cậu ván này cậu thua. Nào, thế giờ em Cam có vào đánh cầu không? Cầu mặt quá. Ôi giời, thế là tớ trở thành nhà vô địch rồi. Bây giờ tớ có trò này hơi hay luôn, không chơi cái trò cổ lông này nữa. Trò gì? Vừa nóng lại còn bị vụt vào mặt. Trò gì? Đây này. Cậu biết đây là gì không? Phiếu bé ngoan. Đây không phải phiếu bé ngoan, mà đây là thẻ đấy. Thẻ các để... tấm thẻ. Thẻ bài á? Đây á, là trò bốc thăm may mắn đấy. Bốc thăm may mắn á? Ừ. May mắn như nào? Tớ có 4 phiếu nha, mỗi người 1 phiếu. Cậu cứ bốc đi rồi cậu sẽ biết may mắn như thế nào. Bốc thăm may mắn á? Đúng rồi. Tớ xem nào. Có nghĩa là bây giờ mỗi người sẽ bốc một cái à? Đúng rồi, mỗi người sẽ bốc một lá phiếu. Xong bên trong này? Bên trong lá phiếu. Có phần thưởng à? Có, phần thưởng to luôn ý. 1, 2, 3, 4, 4 lá phiếu. Nhưng ở đây có 3 người. Thì cho cả con Mick nó chơi nữa. Mick ơi! Chơi không? Có chơi chứ. À, được rồi, thế thì để cho tớ bốc đầu tiên đi. Bốc đầu tiên, còn đầy đủ lá phiếu thì cơ hội sẽ trúng được cái phần quà may mắn là cao hơn. Là úm bà là tớ bốc cái này. Đây, em Cam, rút một lá phiếu may mắn nào. May mắn mà, rút nữa đi. Rồi, ok, tớ sẽ lấy lá phiếu này, còn bạn chó Mick sẽ lấy lá phiếu này nhé. Đây, của chó Mick đây. Mick cầm đấy nha, đừng có mà ăn mất đấy. Đây, bây giờ tớ sẽ mở nha. Bể bơi 4 sao. Bể bơi 4 sao là cái gì? Là tớ sẽ được ngồi trong bể bơi 4 sao. Thế cái này là bốc thăm bể bơi à? Đúng rồi. Thế để tớ xem. Mở ra nào. Cầu trời, được cái bể bơi 5 sao. Bể bơi mấy sao đây? Bể bơi 2 sao. Ô, có 2 sao thôi à? Em Cam mở ra xem nào, bể bơi mấy sao nào? Của em 3 sao. À, của em Cam được bể bơi 3 sao. Rồi, thế của chó Mick đâu? Đưa đây xem nào. Chó Mick đưa đây, chị xem nào. Của chó Mick bốc vào bể bơi mấy sao đây. Rồi, chó Mick này có biết tự giả ra không? Không biết tự giả, để đấy chị giả ra cho. Wow, Mick bốc vào bể bơi 1 sao cậu ơi. Bể bơi 1 sao à? Đây. À, thì ra con chó Mick này nó thấy bể bơi của nó thấp sao nhất thế này là nó đi tiêu hủy. Con chó Mick này là cậu này, này là chơi gian lắm đấy nhá. Được rồi, thế thì bây giờ cậu thử dẫn bọn tớ vào các cái bể bơi của bọn tớ xem nó như thế nào. Đâu? Bể bơi đâu? Đây là bể bơi 1 sao nhá. Đây là bể bơi 1 sao á cậu? Đúng rồi, bể bơi 1 sao có 1 quả bóng. À, con chó Mick ơi, đây này, bể bơi đây này. Tí nữa Mick sẽ bơi ở trong đây và nhận thích quả bóng này để làm gì hả cậu ơi? Để chọc ra, để lấy nước để bơi đấy cậu ơi. À, 1 sao là có 1 quả bóng à? Đúng rồi. Thế bể bơi 2 sao của tớ đâu? Đây, bể bơi 2 sao là có 2 quả bóng. Đây là 1 cái khay gì đây, cậu có biết không? Khay này cho ít hoa đậu quả đồ đạc thế này. Thì 2 sao nó chỉ có thế thôi. Ồ, nhưng mà bể bơi 2 sao bé thế này thì bơi làm sao được? Thế bể bơi 3 sao của em đó. Bể bơi 3 sao của em Cam đây này. Đây là bể bơi 3 sao. À, 3 sao là sẽ được 3 quả bóng như này à? 3 quả bóng và 1 khay đồ ăn nhá. Ô, đồ ăn này này cũng được à? Đồ chơi nữa này. Đúng rồi, có cả đồ chơi như này. Đây là biết là cái gì em Cam? Ôi, biết không? Con Minh, nó uống nước của bể bơi của em Cam rồi này. Mấy ơi, bể bơi của Minh ở đây cơ mà. Bể bơi 1 sao ở đây cơ mà. Còn đây là bể bơi 4 sao của tớ đây. Sao? Bể bơi đẹp như thế này á cậu? Bể bơi này á, có một cái ô này, một cái cầu trượt này, một con khủng long phun nước này, xong có cả một cái khay đồ ăn nhá. Nhiều chưa này, khay đồ ăn này. Có cả máy gì đây, máy thổi bong bóng đấy, hình chiếc máy ảnh, trông có đáng yêu không các cậu ơi? Ui trời ơi, bao nhiêu đồ chơi với cả đồ ăn thế này á, bể bơi 4 sao xịn sò thế này á. Thế mà tớ lại không bốc được 3 sao hay là 4 sao, bốc được có 2 sao thế này thì... Thế tớ bây giờ tớ phải chọc quả bóng này ra để lấy nước cho tớ à? Đúng rồi. Trời ơi. Thôi được rồi, để cứ thử bơi xem biết đâu lại thú vị. Mích ơi. Ui, đây này Mích ơi, ra đây. Chạy đi đâu? Hình như Mích không thích hay sao ấy. Không thích bể bơi 1 sao các cậu ơi. Các bạn ơi, đây là bể bơi của con Mích đây. Đây. Ngồi xuống đây. Cái này á, bây giờ mình sẽ phải làm thế nào hả Trang?
mình phải chọc nó ra để lấy nước cậu ơi. À, chọc nó ra. Đúng rồi. Đây, Mích ơi, Mích ơi, đây là bể bơi của Mích nha. Ui, Mích ơi, đây, bể bơi đây rồi, có nước rồi. Đây, ui rồi, thích nha, bể bơi này là thích rồi. Nhưng mà của Mích không có bể bơi một sao, thế là chả có tí đồ ăn nào nhỉ. Nhưng mà Mích không thích đâu, chắc một sao nên là Mích không thích, Mích chỉ thích đồ ăn thôi. À, thế à, được rồi, nếu mà không thích thì thôi đi. Có thích không? Thôi cứ đứng đấy nha. Đây, bể bơi này là của tớ à. Wow. Mấy cứ đứng yên ở đấy nha. Ui, bóng to quá cậu ơi. Đấy, bể bơi hai sao của cậu đấy, thích không? Được cái quả bóng, thích thế còn gì nữa. Quả bóng này nó lại còn bé nữa cậu. Bây giờ tôi sẽ chọc cho ngay cái quả bóng này ra để tôi lấy nước nha. Nổ ra. Ui, nhiều nước hết cậu ơi. Gần đây chọc rồi này. Đúng rồi, quả bóng to như thế mà. Nào, bây giờ tớ sẽ dùng cái quả nhỏ nhỏ này để làm quả ba sen thôi. Ôi. Thích không bạn Nhím? Cũng thích cậu ạ. Đấy, bể bơi hay sao xịn sò như thế cơ mà. Đây, sau này còn có cả đồ ăn thức uống nữa đây này. Thôi, mình sẽ ăn cái thạch to nhất này. À. Ngon lắm cậu ơi. Đấy, bể bơi cũng hay sao còn có đồ ăn thức uống. Chứ bể bơi của con Mích làm gì có đồ ăn đâu. Nào, tiếp đến là đúng bể bơi của em Cam nào. Bể bơi của em Cam, những 3 sao luôn này. Wow, 3 sao được 3 quả bóng à cậu? Đúng rồi, còn có vài phút nước đây. Đâu, vài phút nước đâu. Đấy, nó bắt đầu ra đây nè. Wow. Đấy, chờ một lúc. Em ơi, em vào bể bơi của em đi. Wow. Bể bơi của em Cam 3 sao, có 3 quả bóng. Còn cả vài phút nước này. Đúng rồi, đây. Nào, cho em Cam tự mở đi. Wow. Thế là của em Cam đầy nước luôn rồi nhá. Bể của em Cam, thích chưa? Vừa đầy nước nha, sao lại còn có cả hoa quả ăn kìa. Cam ăn kẹo đi Cam. Đây này, của bể bơi của em Cam còn có kẹo gì em Cam có biết không? Đúng rồi, đây, kẹo cầu vồng đây. Còn có cái gì đây em Cam có biết không? Nước phun vào mặt à? Bể bơi xịn quá. Nước ngoài nước nó phun vào mặt là em Cam không thích à? Đâu thì còn có cả đồ chơi nữa kìa. Đây, đồ chơi đây. Cam thổi đi. Cam thổi xem nào. Wow. Có cả đồ chơi thử bóng bóng cả. Đấy. Mình thích thế. Thế mà của mình chả có đồ chơi, của mình chỉ có một bốn cái thạch thôi. Cái gì ở đây? Bể bơi em Cam cũng có cả kẹo. Kẹo hình con gì đây nhỉ? Kẹo hình con mèo. Wow, lại còn có cả một hộp sữa nhá. Xong lại còn có cả cái gì đây? Đây là cái gì đây? Sữa chua uống. Này em Cam. Ui, thích thế. Đấy là bể bơi 3 sao của em Cam mà còn ít đồ lắm. Bể bơi của tớ mới gọi là xịn sò đây này. Đây. Wow, mát lắm luôn các cậu ơi. Xỉ ngồi xuống xem nào. Úi chà. Đây, bể bơi của tớ còn có 4 quả bóng nha. Wow, đấy, 2 quả bóng còn. Bể bơi của cậu vẫn có cả cái quả bóng dài như này cơ. Đúng rồi, đây là 2 quả bóng gì các cậu có biết không? 2 quả bóng tí đấy. Đây là quả bóng run. Ui ôi, nó dài chưa này. Nó dài từ đây, từ đây. Ui. Nó làm thành một cái như cái vòng quàng cổ như này này. Cái quả bóng này phải quàng vào cổ để làm cái vòng này này. Đấy, như một cái vòng đeo cổ xong rồi sẽ chọc lên ui. Này. Hay chưa? Đây này, đấy. Còn một quả nữa kìa. Một quả nữa nha. Đeo lên cổ. Đấy. Chọc cái như này này. Đây, con ui, đồ cái ăn của tớ đây này. Nhiều thế. Cậu biết cái gì đây không? Đây là súng phun nước đấy. Súng đây, để tớ cho xem á. Cái súng phun nước này á, nó sử dụng như thế nào nhá. Đây, lấy nước như này này. Đấy, cho nước vào như này này. Rồi. Đấy, cậu nhìn thấy chưa? Nó phun được nước ra đây này. Thế mà của tớ chả có cái súng phun nước nào để chơi cả. Đấy. Ở đây còn có thạch này, bim bim này, kẹo cầu vòng, kẹo mút này. Sao lại còn có cả kẹo chip chip này. Ngoài ra, ngoài súng phun nước ra, tớ còn có cái món bảo bối này này. Đây là cái gì đấy không? Cái này cũng là cái máy tạo bong bóng đấy. Giống của em Cam nhưng mà nó xịn xò hơn nhiều. Ôi. Em Cam đã bóc kẹo cầu vồng ra ăn rồi cơ à? Nhanh thế. Còn một điều đặc biệt nữa này. Trong cái bể bơi này của tớ này. Ngoài cái cầu trượt to khổng lồ như này. Còn có thể phun được nước đấy. Phun nước như cả công viên nước á? Đúng rồi, phun được nước. Từ mồm cái con khủng long này này. Đấy, phun được nước đây này, xịn xò không? Khi nào á, mà bị phun nhiều nước quá vào mặt ấy thì chúng mình ngồi xuống dưới chiếc ô này. Để che, chú như này này. Mình sẽ không bao giờ bị nước rơi vào mặt các cậu ơi. Ui giời ơi, nhìn cái bể bơi 4 sao so với cái bể bơi 2 sao này của mình. Đúng là nó khác biệt nhiều quá. Được có mỗi một tí kẹo này thôi, còn cái bể bơi bé tí này thì được rồi nhá. Thì mai mình chơi lại đi.
để tớ sẽ bốc thằng nạ. Mai tớ phải bốc ở 4 sao mới được. Cái rồi thế thì nay cậu cố mà bốc một cái 4 sao nha. Và bây giờ tớ phải tận hưởng bể bơi 4 sao của tớ đây. Đấy, nằm xuống đây này, bơi 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 như này này. Thích không? Ui trời ơi, em Cam làm đổ hết nước xà phòng ra rồi.